Hello mấy bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Thì video ngày hôm nay Jason muốn chia sẻ với các bạn một điều, đó là Jason có hai tin vui. Tin vui thứ nhất thì cái channel này, cái kênh YouTube của Jason mới vừa đạt được 10.000 subscribers. Hiện tại thì trong cái thời điểm mà tụi mình đang quay video này thì đã 11.000 subscribers rồi. Nhưng cái video này chủ yếu là Jason muốn chia sẻ với các bạn, muốn cảm ơn các bạn vì đã subscribe, đăng ký với channel của Jason, lúc nào cũng ủng hộ và theo dõi, lúc nào cũng share, comment, bình luận. Jason rất là biết ơn vì điều đó. Cái thứ hai là Jason cũng hy vọng là các bạn enjoy, các bạn có những giây phút giải trí hay là có thêm những cái kiến thức mới để mà học về cái chuyên ngành là photography và videography. Thì cái tin vui thứ hai mà Jason muốn chia sẻ với các bạn đó là dành riêng cho các bạn, để thay cái lời cảm ơn của Jason gửi đến các bạn thì Jason sẽ give away một cái action ở trong Photoshop. Nếu như mà các bạn chưa biết action ở trong Photoshop có nghĩa là cái gì, thì action ở trong Photoshop nó có nghĩa là một chuỗi những cái hoạt động, một chuỗi những cái thao tác mà các bạn lưu lại. Cứ mỗi lần mà các bạn phải sử dụng lại cái cách thức đó để chỉnh ảnh thì các bạn không cần phải đi qua từng bước, từng cái thao tác một. Ví dụ như là cái action mà Jason giveaway cho các bạn á, đó là cái action để làm mình da, nó gọi là skin retouch ở trong Photoshop. Nó sẽ giúp cho các bạn xử lý da của những cái tấm ảnh portrait nó mịn hơn, nó láng hơn, nó đẹp hơn. Riêng về cái action này Jason muốn chia sẻ với các bạn là Jason đã tạo nó ra với mục đích là sẽ giúp cho các bạn có những cái làn da ở trong portrait, ở trong những cái tấm ảnh của các bạn nó sẽ đẹp hơn. Thì các bạn có thể xử lý cái tấm hình, xử lý da của model chỉ trong vòng khoảng 30 giây. Và nếu như mà có một số bạn nào đó sử dụng cái action này và định bình luận vào cái video của Jason và nói là cái action này nó cùi bắp hay là cái gì đó thì các bạn không nên. Thì Jason cũng nói luôn, cái action này Jason tạo ra để cho các bạn sử dụng, tiết kiệm thời gian của các bạn. Các bạn chỉ cần mất khoảng 30 giây hoặc là 1 phút để làm một cái tấm ảnh portrait mà các bạn sử dụng để đăng tải lên trên Facebook, Instagram để cho nó đẹp hơn thôi. Để làm skin retouch, để làm da cho một cái tấm ảnh portrait professional thì các bạn phải cần mất nhiều thời gian hơn nữa, hơn là 30 giây, hơn là 1 phút. Cái cách thức của nó thì nó hơi rối một chút xíu, nó hơi nhiều hơn một chút xíu. Nhưng mà anyway, đây là cái giveaway mà Jason muốn gửi đến các bạn như là một món quà. Jason muốn cảm ơn các bạn đã theo dõi, đã subscribe, đã đăng ký vô kênh YouTube của Jason. Ngay bây giờ Jason đang ngoài đường cho nên Jason không có chỉ cho các bạn cái cách thức để sử dụng cái action này được, cho nên đợi Jason chút xíu. Hello. Đang làm gì vậy? Đang edit. Sao? Ok, chỉ cho mấy bạn làm cái action, sử dụng cái action skin retouch giùm cái nha. Ok. Easy. Ok, gấp liền nha. Rồi, có liền. Ok, bye. Hey, chào mừng các bạn quay trở lại với studio của Jason. Thì ngay bây giờ Jason sẽ chỉ cho các bạn cách để sử dụng cái action này cực kỳ nhanh, cực kỳ ngắn gọn. Nhưng mà trước tiên Jason sẽ chỉ cho các bạn cách để cài đặt cái action này vào trong cái Photoshop ở trên máy tính của các bạn. Dành cho những bạn chưa biết, còn những bạn biết cách để mà cài đặt rồi thì chờ chút xíu, ok? Thì trước tiên các bạn phải tải cái action này về. Thì Jason bỏ cái đường link để mà tải ở phía dưới. Các bạn có thể bấm vào cái đường link download cái action này về, nó miễn phí. Tại vì đó là quà của Jason dành cho các bạn, ok? Thì đây là giao diện của Photoshop. Khi mà nhìn qua cái góc phải ở trên đây, các bạn sẽ thấy một cái biểu tượng và các bạn chỉ chuột vào đó, nó sẽ hiện lên cái chữ Action. Hoặc là các bạn có thể vào cái thanh menu ở trên đây, bấm Window, chọn Action. Thì ngay đây nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ Action cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái góc ở bên phải này, thấy một cái biểu tượng menu ở trên đây, các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng này và kéo xuống Load Actions. Ngay bây giờ nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ và các bạn sẽ chọn cái folder, cái nơi mà các bạn tải cái action về. Thì ở đây Jason có một cái action tên là Quick Skin Retouch. Đó là cái action mà các bạn sẽ tải về và nó có cái tên như vậy. Jason sẽ chọn vào nó, bấm load. Thì ngay bây giờ bên đây các bạn có thể thấy chúng ta đã có một cái action gọi là Quick Skin Retouch ở trong ngay Photoshop của các bạn. Thì bấm vào cái folder này, bấm mũi tên chỉ xuống. Các bạn sẽ chọn Quick Skin Retouch và bấm play. Nó sẽ mất khoảng 1 giây đến 2 giây để mà load hết cái action này. Nếu như mà cái máy tính của các bạn nó chậm, nó yếu á, thì nó khoảng 5-6 giây gì đó, không quá lâu đâu. Thì khi mà Jason làm cái action này á, Jason đã chọn cái brush, đó là cái tool, là cái thao tác cuối cùng ở trong cái action này. Thì khi mà các bạn đã load hết cái action này xong á, các bạn không cần phải chọn cái brush nữa. Nhưng mà các bạn phải đảm bảo đó là cái màu của cái brush là màu trắng thì nó mới có tác dụng. Thì ngay bây giờ Jason sẽ tăng cái size của cái brush lên. Và Jason sẽ bôi cái brush này vào tất cả những cái vùng da. Các bạn sẽ không muốn bôi vào cái vùng mũi hay là vùng mắt hay là vùng miệng, bởi vì nhìn nó sẽ phản tác dụng, nó làm hư cái tấm hình của chúng ta. Jason chỉ bôi nó vào những cái vùng da, ví dụ như là má, ở dưới mí mắt, ở dưới cằm và ở trên mũi và cả ở trên trán nữa.
và boom, ngay bây giờ các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt rất là lớn. Và Jason chỉ mất khoảng từ 10 đến 20 giây để mà bôi cái brush lên mặt của cô bé này. Và ngay bây giờ chúng ta đã có một làn da cực kỳ mịn màng, nhưng mặt của cô bé vẫn giữ lại cái texture, có nghĩa là những cái đường nét ở trên da mặt của chúng ta nó vẫn được giữ lại. Thì cái tấm ảnh của chúng ta, cái làn da của chúng ta sẽ nhìn tự nhiên hơn, nó thật hơn. Before, after, trước, sau. Các bạn có thể thấy thì cái action này cực kỳ dễ sử dụng và cái thao tác của nó khá là nhanh. Và cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta cũng rất là đẹp, rất là tự nhiên. Thì Jason sẽ thử với một cái ví dụ khác. Thì Jason sẽ chọn vào cái action ở trên đây, bấm vào Quick Skin Retouch, Play. Nó mất khoảng 1 đến 2 giây. Thì Jason sẽ tăng cái brush size lên, zoom vô chút xíu để chúng ta thấy được cái mặt. Các bạn cũng có thể bôi vào cái vùng gần mí mắt để chúng ta xóa đi những cái nếp nhăn hay là những cái vùng thâm đen ở dưới mí mắt này, nếu như mà model của chúng ta thức khuya dữ quá, ok. Và ngay trên vùng trán này nữa. Before, after. Và điểm đặc biệt của cái action này có nghĩa là các bạn có thể giảm cái opacity của nó tùy vào cái tiêu cự, tùy vào cái tấm ảnh mà các bạn chụp. Những cái tấm ảnh mà có tiêu cự lớn, chụp wide angle hay là close up, thì chúng ta sẽ dựa vào đó mà tăng giảm cái opacity của cái action này xuống. Trong trường hợp này, Jason sẽ giảm cái opacity của nó xuống khoảng 70%, thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Tại vì nếu như mà 100% thì cái action này nó có hiệu ứng quá mạnh. Và cái tấm ảnh này của chúng ta thì chụp nó hơi xa model chút xíu, lấy từ phần bụng đến phần đầu, cho nên cái tấm ảnh nó nhìn rộng hơn. Các bạn có thể thấy, ngay bây giờ nó sẽ rất là tự nhiên. Before, after. Before, after. That's it, rất là đơn giản. Jason hy vọng là cái action này sẽ giúp cho các bạn có được những cái tấm ảnh portrait đẹp hơn, và các bạn không phải tốn quá nhiều thời gian để mà làm skin retouch 10 bước, 20 bước gì đó. Các bạn chỉ cần 2 bước, đó là chọn cái action, bấm lốt, xong rồi bôi cái brush lên mặt của model. Đơn giản vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bây giờ Jason phải tiếp tục làm việc và gặp lại các bạn sau. Ok, peace. Ok, thì sau khi mà cái Jason ở trong studio chỉ cho các bạn, chia sẻ với các bạn cách để sử dụng cái action này, thì Jason hy vọng là các bạn sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả nhất, đơn giản nhất và ngắn gọn nhất để có được những cái tấm ảnh portrait đẹp cho Facebook của các bạn, cho Instagram của các bạn. Thì đó là cái món quà Jason muốn gửi đến tất cả những bạn subscriber có đam mê hay là đang làm công việc photographer. Còn tất cả những cái bạn khác, những bạn mà chỉ theo dõi Jason, theo dõi những cái vlog của Jason thôi, mà các bạn không có sở thích chụp ảnh hay là các bạn không phải là photographer, thì Jason có một cái món quà khác cho các bạn. Đó là Jason sẽ give away 4 cái photoshoot. Có nghĩa là các bạn sẽ có được một cái portrait session. Nếu như mà các bạn ở Dallas thì Jason sẽ là người trực tiếp chụp cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn ở Việt Nam, ở Sài Gòn hay là ở Bình Dương, thì Jason sẽ nhờ một người em của Jason ở bên đó để chụp cho các bạn. Và chính tay Jason sẽ là người edit cái tấm hình đó của các bạn và gửi đến cho các bạn. Jason hy vọng là các bạn sẽ thích cái giveaway này và sẽ tham gia. Cái cách thức tham gia thì rất là đơn giản, chỉ cần bình luận vào cái video này. Nếu như mà đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của Jason đó, thì hãy đăng ký, subscribe và bình luận vào cái video này những cái điểm gì mà các bạn thích xem nhất và cái lý do mà giữ chân các bạn ở lại với channel của Jason là như thế nào. Thì Jason rất là muốn nghe những cái suy nghĩ, những cái chia sẻ của các bạn. Anyway, thì cái video ngày hôm nay chủ yếu Jason chỉ muốn cảm ơn các bạn thôi. Chúng ta đã pass 10.000 sub. Trong tương lai có lẽ là sẽ tăng lên nữa, và Jason sẽ cố gắng làm nhiều video hơn, nhiều tutorial hơn, nhiều cái video mang tính giải trí hơn, nhiều vlog hơn để chia sẻ với các bạn. Yeah, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.